Thì mình chịu khó làm nhiều lần như thế này là mình sẽ lấy được cái những cái sơi dừa này ra, hay là những cái mặt cưa này ra bạn. Đây là cách riêng của mình đây nghe mọi người. Ok, cảm ơn mọi người trở lại với kênh Miền Tây Phiêu Lưu nha. Tiếp tục hôm nay chia sẻ mọi người về chăn nuôi dế nha bạn. Chăn nuôi dế miền Thái. Thì hôm nay mình chia sẻ cái vấn đề là làm cách nào để lấy cái những cái giá thể trứng, mà những cái ổ trứng mình đã nở gần xong ấy, làm cách nào lấy ra nha mọi người. Nhiều anh em mình mới bắt đầu vào nuôi thì sẽ gặp nhiều cái vướng mắc về cái vấn đề mà lấy những cái ổ trứng, mà khi mà trứng với nó đẻ vào trong những cái mặt cưa hay sơi dừa này, thì khi mà đẻ hết đó, thì làm cách nào lấy ra. Cũng có những anh em thường người ta để hẳn vào cái mặt cưa hay dừa cho thẳng vào trong chuồng các bạn, nhưng ở đây thì mình nuôi lại mình lấy ra hết nha mọi người. Khi dế nó nở khoảng 3 ngày là nở gần hết cái trứng lưng trứng nha mọi người, xong đó mình tiến hành lấy ra. Nhưng mà khi lấy ra thì gặp một cái vấn đề mọi người, vấn đề là còn rất là nhiều dế phía trong nha. Dế nó nở rồi mà nó còn ẩn phía bên trong này mọi người xem nha. Đây các bạn thấy không, những con dế vẫn còn đây này. Đấy, vẫn còn trong đấy. Thì nhiều anh em mình mới nuôi thì cũng cứ băn khoăn mà không biết cách nào lấy ra được cho nên cái này ra ngoài nha. Nếu mà mình nuôi dế mà để làm thức ăn cho vật nuôi á thì mình không cần lấy ra mà, để những cái giá thể trứng trong này luôn nha. Nhưng mà mình nuôi để nhân giống á, thì khi dế mình đã nở khoảng được 3 ngày mọi người, thì mình tiến hành lấy ra, lấy những cái giá thể cái ổ trứng này ra nha. Vì mình sợ để đây những cái trứng nó nở sau á thì con nó không đều các bạn, khi đó cái đàn dế mình sau này nó phát triển không đều nữa. Cho nên nở khoảng 3 ngày mình tiến hành lấy ra thì còn những cái trứng trong này nha. Đây bạn, trứng vẫn còn một ít trong này nha. Đây này mọi người, vẫn còn ít thôi, vẫn còn 5% mà. Nhưng 5% này nếu mà mình không lấy ra mà để cho nó nở thì sau này cái đàn dế mình nó sẽ không đều, mà khi đó mình lấy trứng hơi khó nha. Bởi vì ở đây thì mình có cách riêng là khi dế trứng trứng dế bắt đầu nở được khoảng 3 ngày nha bạn, thì mình sẽ tiến hành lấy ra, lấy những cái giá thể trứng dế này với qua cái trứng nở hơi nở sau đấy mình sẽ lấy ra luôn. Mà lấy ra mình sẽ để vào cái chuồng khác, để vào cái chuồng khác để nuôi lại làm thức ăn cho vật nuôi thôi. Thì những cái nở sau này mình sẽ không tận dụng, không xài nữa, sẽ để nó làm cho thức ăn cho vật nuôi nghe bạn. Thì lấy ra thì vướng mắc một cái là những con dế nó nở rồi nó còn trong này nha bạn. Đây thì mình sẽ có cách riêng ở đây. Ở đây mình thường là cho ăn lá khoai mì nha, xong mình lấy luôn cái cọng khoai mì bạn. Đây này, cái cọng nha. Thì dế này nó sẽ rất là hiếu động, mà khi có tiếng động, khi mà có tiếng động là dế nó sẽ nhảy nha. Đây mọi người xem những dế con này, thấy không, nó nhảy nha. Mình cứ động động như thế là nó sẽ chui ra ngoài bạn. Thì mình chịu khó làm hơi tốn thời gian tí xíu nha mọi người, nhưng mà nó rất là hiệu quả các bạn. Đấy mình cứ động động thế này, những dế nó bò ra đây. Đây các bạn thấy không, những con nó bò ra ngoài đây. Đấy, nó bò ra khỏi cái ổ nha. Thì mình chịu khó làm nhiều lần như thế này là mình sẽ lấy được cái những cái sơi dừa này ra, hay là những cái mặt cưa này ra các bạn. Đây là cách riêng của mình đây nghe mọi người. Đấy, mình cứ làm liên tục như thế khoảng một thời gian khoảng 50 phút là sẽ
cái dế nở rồi nó sẽ ra ngoài được khá là nhiều và chỉ còn một phần ít trong này thôi. Khi đó mình sẽ đem cái giá thể trứng này ra ngoài được rồi bạn. Đấy, cái cọng phơi mì ha. Thấy rất là có tác dụng nha bạn. Cái cọng lá này. Đấy. Mình cứ vũ như thế, động động là dế trong này có là nó sẽ bay, nó nhảy ra thôi bạn. Đây, mọi người thấy không? Những con này nó bò ra ngoài này. Đấy. Thấy chưa bạn? Đó, nó bò ra ha. Cái này mình bỏ đi thì hơi uổng đó bạn. Thì bởi vì mình sẽ động cho những con dế nó nở rồi nó ra ngoài nó sống ở phía cùng một cái đàn ha. Còn những cái trứng trong này thì nó nở sau rồi. Mình sẽ đem ra nuôi riêng một cái khu riêng để cho làm thức ăn cho vật nuôi thôi. Chứ mình nếu mình trong cái chuồng này á, các bạn, ví dụ như cái chuồng này mình nuôi để làm thức ăn á, thì thức ăn cho vật nuôi thì mình sẽ để hẳn như cái giá thể trứng này luôn, không cần đem ra nha mọi người. Đấy, thì mình để cho nở gì nào hết thôi đem ra. Thì khoảng thường thường nếu mình nở hết cái này khoảng 5 ngày đấy. Thì khi đó là cái chuồng cái lồng dế của mình nó không đều các bạn, tại một con nở ngày đầu tiên với con nở ngày thứ năm nó chênh lệch nhau nhiều quá rồi mọi người. Ở đây mình sẽ chênh lệch tới 3 ngày nè, bởi vì mình sẽ lấy ra để thôi, nó còn 2 ngày nữa là nó sẽ cách xa nhau quá thì những con dế mình không đều các bạn. Khi đó thì làm lấy trứng này sẽ không tiện lắm, dế mình không đạt lắm mà, nên là nó có lẫn phía trong mọi người thấy không? Con dế nè, không động động là nó chạy ra. Đấy. Cái này lượng trứng còn khoảng 5% mà, 5% nó sẽ nở hết rồi. Mình chịu khó động tí xíu cho những con này nó ra này. Đấy, cái cách này mà để lấy cái giá thể trứng là những cái trứng đã nở xong rồi mà lấy cái giá thể nó ra thì có cách riêng của mình nên là như vậy đây. Dùng cái cọng khoai mì này, cọng lá nha. Lá đó. Đồng là nó sẽ như ra thôi. Đây, bay ra nè. Thấy không? Thành những cái con này nó rất là hiếu động. Khi có tiếng có những cái âm tiếng động gì lạ là nó bay, nó nhảy ra phía bên ngoài hết. Đây. Đấy, mọi người thấy không? Mình chịu khó làm nhiều lần như vậy là sẽ hết mà. Khoảng 50 phút thôi. Từ khi đảo xương qua cái cho nó ở những con mắt nó còn kẹt cái dưới nó lên trên kìa mà. Thì mình cũng có cách này riêng mình chia sẻ cho mọi người nha, để xem anh em nào mà có thấy hay thì có thể làm theo, tại mình làm nên thấy khá là hiệu quả các bạn. Cái lượng dế nó nở rồi nó sẽ đi ra, nó còn ít một vài con phía trong rồi thôi. Nó mình nếu mà những con nở cùng lứa thì cho nó sống chung nó tiện hơn, tiện chăm sóc hơn mà. Đấy. Mình cứ động như thế này là nó sẽ ra thôi. Còn những anh em nào mà có cái ý tưởng hay hơn có thể chia sẻ thêm để cho bà con mình áp dụng mà. Còn mình ở đây thì thấy cách này khá là hiệu quả nên mình sẽ chia sẻ lại ha. Chia sẻ cho bà con mình xem cho vui này. Thứ hai là anh em nào cảm thấy thích thú hay làm theo mà. Làm theo trước. Ý của mình đây làm rất là hiệu quả nên mình sẽ chia sẻ cho mọi người nha. Đấy, cứ động gì thôi. Còn mình nếu mà không động gì, cứ để yên gì là nó sẽ còn ở trong này mà. Tại vì trong này cái lưng ẩm, dư ẩm, độ ẩm trong này nó còn hơi cao một tí xíu nè. Nên những con dế nó còn thích chui trốn trong này nè. Đấy. Động tí thì nó chạy ra, chứ không động nó sẽ nằm, nó
nó nằm núp trong này luôn á, đói nó mới ra mà, đói nó kiếm thức ăn. Đấy. Cũng còn ít lắm, không nhiều đâu mà. Đấy, thì cách của mình đây là như thế mà, cách mà lấy cái giá thể của để giá thể trứng dế ra ngoài khỏi lồng nuôi này. Cực kỳ đơn giản nhưng mà rất là hiệu quả đối với anh em chăn nuôi dế mà. Đây như cái mẹo riêng mà. Thì cũng cảm ơn mọi người theo dõi nha và luôn ủng hộ kênh Miền Tây Hello. Kênh Miền Tây Hello sẽ luôn chia sẻ mọi người về cách trồng trọt chăn như trồng trọt này và chăn nuôi này, nhất là trồng mít thái mà, thứ hai là chăn nuôi bò sát, trong đó là chăn nuôi gắn mối này, chăn nuôi dế, chăn nuôi gắn hoành, cắt tắc tè tắc kè này, hay là những con gùi lính đen, mình sẽ tương lai sẽ có những con đó nữa mà. Thì cũng có mọi người theo dõi nha và luôn ủng hộ kênh Miền Tây Hello. Chúc mọi người thành công các bạn trong chăn nuôi và luôn mạnh khỏe. Ok, bye bye mọi người nghe và hẹn gặp lại các đoạn video tiếp theo nha bạn. Bye bye.